Quý vị ơi, một chiếc xe rất là đẹp. Chị có biết model của nó năm mấy không vậy? Bánh xe còn mới toanh, gai rồi còn mới toanh. Chị lấy nó được bao lâu rồi? Mới lấy có 2 tháng thôi hả? Mà lấy từ trong hãng ra hả? Toyota. Cái màu rất là đẹp. Cái màu rất là đẹp. Có một cái chấm nhỏ nhỏ thôi. Màu 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 xám nhưng mà nó không phải là quá bóng, nhưng mà nó có cái nhũ nè, metallic nè. Đẹp quá. Dạ, để em quay phía ngoài vòng vòng đi rồi. Xe quá đẹp. Xe quá đẹp. Mới nghe tin thôi chứ đâu có biết. Ở dưới là một ông khói ha. À, chị bệnh bao lâu rồi? 2 tháng nha. Vừa lấy xe về là ra không đi đâu nữa, muốn bán xe mới toanh hả quý vị ơi? Mua cho chị Hương Huệ đi, ăn có tiền đi chữa bệnh. Mới toanh, mới thật là mới vậy đó. Còn y bọc ni lông nè, còn mới toanh nè. Cái bánh xe xe cua nó chắc dưới gầm quá ha. Cái màu đẹp quá chị. Mở bằng tay hả? Em không biết. À, nãy giờ em bấm khóa mà em không biết. Hàng gì? Giống như cái lên rồi. Không biết là cái này là da hay là nhựa ha, em không biết. Chì đó không biết chị rồi mua dùm. Công thức còn thơm mới tinh à. Ơi, còn nguyên mạc nguyên nhãn hết trơn. Để em coi coi bao nhiêu mai nha. Này nó có lái tự động không ha? À, mình vẫn phải ghim ghim chìa vô phải không? Dạ, quá sáng là đẹp. Còn mới tinh hả chị? Bên này nó có cái. Để coi em mở cái này bằng cách nào đây, em cũng không rành. Cái này, đây, bấm cái chốt cái mở lên. Trong cũng có đồ sạc. Cái này cái da cái vải nó mịn.
thơm phức cho Linh hơn. Dạ. Đây cái gì đây anh Miên? Em mệt lắm. Này là gì không biết. Rồi nếu mà lấy chiếc xe này thì mỗi tháng góp nhiêu vậy chị? 600 mấy. Em coi coi nó tới đâu rồi. Ôi mới có 2063 mai à? Chị nói xe mới mà. Mới tuần. Ai mua chiếc xe này quá ngon luôn. Ai mua chiếc xe này là quá ngon luôn. Bây giờ nhờ Phúc Liên Hương nói bán lại. Em không có rành xe nhưng mà nó quá mới quá đẹp chị ơi, mới tân mà không trầy không xước không gì hết. À, có camera gie nữa ha. Này passenger airbag nữa nè. Đẹp hơn chiếc xe Ford đỏ của em á. Cái nội thất của nó đẹp hơn. Xe Ford đỏ của em 39.000. Mà mình có biết cái này bao nhiêu một ga lông không ha? À, xăng á. Nó không nói ha. Rồi. Để em thử coi nó có camera sao không? Nó có camera. Đó, camera sao nè quý vị. Thấy không? Trả về thật nè. Quý vị thấy không? Xe rất là mới quý vị ơi. Ai mua xe này có phước nè. Lời lắm luôn. Thật rồi. Ủa? Rồi bạn bạn số lớn. Em phạt rồi mà. Có chừng hiện tại bỏ hết số chưa? Nó nhúc nhích nó làm em hơi hồi hộp. Rồi, tại vì em không lạnh xe. Không lạnh xe hơi lắm. Mấy người mua xe giỏi đó, họ rành lắm. Này nó có đèn nè. Em thích cái màu này quá chị. Cái màu này nó làm coi cái chỗ nào nó bớt nắng để em lấy cái màu cho nó chuẩn. Xe mới tính hả quý vị ơi, mua đi. À, đi ngược chiều nắng nè, nó có cái màu metallic nè, đó ở dưới nắng đó là cái màu metallic nè, nhưng mà khi nhìn xa thì nó lại là màu xám đục chứ không phải là màu xám bóng. Mình tưởng nó xám đục nhưng mà lại gần nó có cái chất metallic ở trong. Đẹp, cái màu này quá đẹp. Giống cái màu chiếc xe Lexus của em hồi đầu á, là màu ngọc trai á, nó màu pearl trắng. Màu ngọc trai. Yeah. Này nhưng mà nó ngã xám.